Hello, thì Nguyễn xin chào bà con, cô chú, anh chị em nha. Hôm nay chiều 14 bà con, thì Nguyễn đi viếng chùa Quảng Pháp ở Hóc Môn. Đây, đường Trường Chinh quá trời đông người luôn bà con ơi. Chiều nào xe cũng kẹt xe đông. Điều hướng thụ hưởng tột bậc cao nhất ở trong thế gian, mà nếu như quý vị nào chúng ta nghiên cứu đọc hoặc là chịu khó ở tụng kinh thì chúng ta để ý một chút, thì đó là năm điều gì ạ? Đó là năm cái thứ mà chúng ta gọi là ngũ dục kinh thành, đưa lên kinh thành để cho nhà vua hưởng thụ cái ngon nhất trước tất cả các thiên hạ. Cái đó thuộc về ngũ dục, cho nên đế vương là một phần cao nhất của tầng lớp kinh kỳ thời bấy giờ. Cho nên cái thứ hai nó thuộc về sắc, hưởng thụ về sắc dục, hưởng thụ về cái đẹp, là đế vương là hưởng thụ đầu tiên. Cái thứ ba đó là danh. Danh là địa vị. Trong địa vị của một nước thì ai là người đứng đầu ạ? Đó là vua, là người đứng vị trí cao nhất. Ở trong một đất nước có khoảng 90 triệu người thì chỉ có một người làm vua thôi, một người làm tổng bí thư thôi. Cái thứ tư đó là thực. Thực ở đây là ăn uống. Món ăn ngon nhất đều phải dâng cho nhà vua, sơn hào hải vị đều phải đưa cho nhà vua. Và theo chúng con được biết thời phong kiến bây giờ, mỗi bữa ăn của nhà vua có khoảng 100 món. Và những món mà nhà vua không muốn dùng nhưng cũng đều phải dâng lên để cúng, để cho
nhào vô hưởng thụ. Cái này gọi là thực. Và cái thứ năm đó là thùy, thùy là cường, cường chăn chiếu để nếu như quý vị nào chúng ta ra Huế, chúng ta tìm hiểu về thời vua Minh Mạng, thời đó là thời của Vân Phúc, tất cả mọi thứ Vân Phúc đẹp nhất đều dâng vào cung vua, bỏ ngôi hoàng cung của mình để đi xuất gia tìm đạo. Thì thời đó là thời vàng son và phần giáo là được gọi là quốc giáo của Việt Nam, đúng không ạ? Và tính vì lý do về chúng ta cũng nhận này là đức phật của chúng ta bà giảng giáo mua loan à tinh dân mà ngài lựa chọn là thần đức đế vương thân thân và cái thứ tư ngài lựa chọn là gì ạ? Ở trong các đế vương ấy thì ngài chọn vị đế vương nào có thể làm cha mẹ mình được và cuối cùng ngài chọn ai chọn vô tình trạng và hoàng hậu Ma Giang để làm cha của mình tốt theo dòng dõi. Và bởi vì dòng dõi của vô tình trạng bảy đời đều trong sạch và tiếp về lễ tình thời nay chúng ta phải là ba đời à, nhưng mà bây giờ đức phật có đến bảy đời bảy đời của vua Tịnh Phạn đến đời thứ bảy của vua Tịnh Phạn đều là gì ạ? Đều là những bậc minh quân, đều là những bậc có vị, có đạo đức ở trong xã hội để ngài chọn vào vua Tịnh Phạn. Cá cúng dường hay cá? Cái thứ năm nữa cúng dường bà là tuổi thọ của người mẹ. Cái này mà hiện thân vào tầng lớp bình dân để sau này nhỉ? Để sau này xuất gia thành đạo thì thế gian cho rằng là gì ạ? Cho là gì ạ? Vì đói, vì nghèo, vì khổ nên nhỉ? Nên phải đi tu đúng không ạ? Ngài cũng không muốn ứng thân vào tầng lớp của Bà La Môn vì đây là tầng lớp của tu trí luân hồi. Nếu như ngài ứng thân vào tầng lớp của đạo Bà La Môn, nếu thành đạo thì đó là đạo của Bà La Môn chứ không phải là đạo Phật. Và cuối cùng ngài quyết định chọn vào tầng lớp đế vương. Và tại sao ạ? Bởi vì tầng lớp đế vương nó có 5 điều kiện, 5 điều hướng thụ hưởng tột bậc cao nhất ở trong thế gian. Mà nếu như quý vị nào chúng ta nghiên cứu, đọc hoặc là chịu khó tụng kinh thì chúng ta để ý một chút thì đó là 5 điều gì ạ? Đó là 5 cái thứ mà chúng ta gọi là ngũ dục. Sau khi Đức Thái Tổ Tất Đạt Đa ra thì 7 ngày sau Hoàng hậu Ma Giang qua đời. Và Hoàng hậu Ma Giang và Tịnh Phạn lúc bây giờ chưa có con. Ngày nay mọi người cùng với Đức Phật giáo hóa chúng sinh thì xa ké xả bỏ thân mạng này. Và khi đó đáp cái lời thời của Bức Bồ Tát Thông Minh, lúc bây giờ có các vị sư viên, các vị Bồ Tát xuống thế gian để đầu thai cùng Đức Bồ Tát Phổ Minh. Ở khi đó ngài hiện thân hiện thân gì ạ? Hiện thân thành voi trắng cáu ngà. Ở bấy giờ hoàng hậu mang ra lúc nửa đêm và đang yên giấc và chờ tỉnh nửa mê thì thấy hào quang sáng rực